Xin chào em ghé thăm kênh Hậu Lê Sĩ Vlog của mình. Hôm nay mình lại xin phép Mới chạm đoạn tráng này mới. tráng này để cho đỡ đứt tay, cũng dài dài hơn chút. Cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Dao dọc giấy ta gì Rồi mà. đấy. Đúng rồi, chúng con. Trông nó túi đeo kìm vít của Tút Bill. Cũng kênh Góc. Thân máy không lặng phết đúng không? Nhỏ xí. Xin chào em ghé thăm kênh Hậu Lê Sĩ Vlog của mình. Hôm nay mình lại xin phép mở tất cả những đơn hàng COD của ngày 21 tháng 12 2023 như sau. Thì hôm nay là shipper là cũng giao cho mình cũng khá là nhiều đơn từ TikTok Shop, Shopee cho đến cả anh em mua online ở ngoài, cũng ship rất là nhiều. Hôm nay mình xin phép cùng anh em mở để có những gì hôm nay mình mua những gì để cho anh em tham khảo nhé. Đấy, thì trong clip này thì nó cũng mở COD nó nhạt nhẽo không có gì đâu. Thôi thì nhờ bạn nữ xinh xắn này mở hộ chúng ta nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ bạn ấy quay bóc hộp và giới thiệu anh em những sản phẩm bên mình mua anh em ạ. Rồi em thích mở cái nào trước thì em mở. Dây xác minh. Mua được sản phẩm nào thì em sẽ để lên góc bàn. Ok, cái này là của kênh kênh Góc Công Nghệ chấm com tặng một cái bút. Ok, thả cái vứt đó. Ok, sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ nhất này, đây là dây thắt lưng anh em nhé. Dây thắt lưng của Tút Bill này. Cái này chỉ dành cho kênh Góc Công Nghệ thì mới hiểu thôi. Milky khác nhỉ? Găng tay Milky level 2. Dày không? Nó có chạm đoạn tráng này mới. Tráng này để cho đỡ đứt tay cũng dày dày hơn chút. Hai đôi, mỗi người một đôi. Cái này cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Ok, mình để ra đây. Gì đây ta? Túi chống bụi khoan. Cái này cũng của kênh Góc Công Nghệ.com. Hình như hôm nay là toàn đơn của Góc Công Nghệ thôi. Gì đây? Nam châm và đây là dụng cụ đeo bút. Hộp ấy cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Đây là sản phẩm gì đấy? Mấy đơn từ nãy rồi? 3, 4 này. 4 đơn à? Đơn này đơn thứ tư. Đây là đang mở đơn thứ tư đúng không? Lưỡi dao dầu giấy cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con.
cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Giao dòng giấy ta gì mà. Đúng rồi. Cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Đơn bé. Đơn thứ 5. Đơn này của TikTok Shop. Doang thay thế băng tan, phụ kiện điện điện nước. Cái này thì không phải của kênh nào cả. Kênh này của Hậu Lê Sĩ Vlog. Đây là mua phục vụ cho gia đình lúc khi các bạn thay vòi nước ấy, thì các bạn sử dụng. Ok. Đơn thứ 6 á. Hậu Lê Sĩ Vlog này, trên thùng có chữ Hậu. Đây là dụng cụ chuyển góc máy khoan, cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Trông nó trên ảnh nó nhỏ thế mà ngoài nó to thế. Đây là mình dọn cái này đi, các bạn để nặng quá, to này kìa. Hộp bị méo. Nãy cái bút được tặng giống lúc nãy này. Đặt nhiều đơn nhiều bút quá. Đặt lẻ chứ không đặt phát, đặt một phát thì chỉ được một bút thôi. Túi đeo kìm vít của Tutbill, cũng kênh Góc Công Nghệ.com. Túi này là khoảng 600. Nhiều quá. Cái gì? Thôi cái đấy để sau này, sau. Cái đấy nó to để sau. Nhưng mà cũng nhẹ mà. To nhưng mà nhẹ. Đơn này đơn thứ mấy nhỉ? 6-7 gì đấy. Không nhớ. Đây là máy để watt, cũng của kênh Góc Công Nghệ chúng con. Máy để watt chuyên vít, hàng chính hãng, mang mã DCF887. Thân máy không lặng phết đúng không? Nhỏ xinh nhé. To hơn con kia, to hơn con 850 trước mua. Vít cài mũi khoan. Okay. Ok. Test xong. Okay. Cho hết túi bóng vào trong cái hộp này của nó. Để lại mỗi thân máy. Đấy, cái móc khoan ấy. Okay. Bây giờ mở cái này để mở luôn tại dưới đất đi. Này to nữa. Cái đấy nó hơi bẩn đấy. Thùng đựng đồ gấp gọn. Đen mang phong cách Milwaukee. Rồi, bằng nhựa đúng không? Thôi, ok, cái này chỉ cần nhấc cầm cái cạnh nhấc lên là nó nhấc lên là nó rụng mà nó to, nó nhấc lên mà đấy. Nhấc lên là nó thành hộp, nhấc vào đây. Rộng dốc xuống. Đấy, đúng rồi. Nó cầm ngược à? Không, đó. Ok. Dầu kinh á.
Ừ, thôi kệ nó, coi như xong. Cái này cứ vứt đấy anh, xong là xong. Đây. Cả một cái gì đó này, Đấy đến là nhá. đây là tấm lót chống nước. Đấy, hôm nay thì kênh Hậu Lê Sĩ Vlog đã khui hình như là 9 kiện hàng thì phải. 1, 2, Nhiều lắm không không đếm được. 3, 4, Nhiều lắm. 5, 6, Không không nhớ được bởi vì cái đôi lúc có cái chung của anh không. Chỗ này thì tất cả những hộp đồ đề này thì nó khoảng cũng xít chục triệu. Xít chục triệu chỗ đồ COD này của mình hôm nay. Đấy thì hôm nay mình lại xin phép làm cái video để khui hàng để cho anh em tham khảo và xem. Đấy, những cái mẫu nào mà của kênh Góc Công Nghệ.com thì bọn mình sẽ có cái video test thực tế của kênh Góc Công Nghệ. Còn cái mẫu nào mà của kênh Vlog của mình thôi thì mình xin phép test riêng. Nó có mình có hai mảng kênh thì nó mà anh em đón xem ủng hộ nhé. Cảm ơn anh em đã vào xem video một khui thùng của Hậu Lê Sĩ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video sau.